Chào mọi người đã quay trở lại với channel Loa Hay. Thì ngày hôm nay Loa Hay Team đang có mặt ở trường quay S1 ở trong tòa nhà An Ninh TV. Thì anh em đang chuẩn bị setup cho cái chương trình, đó là Giai Điệu Bình Yên. Được lần này sẽ là số thứ 5 và số thứ 6. Thì tiện thể ở đây thì có hai bạn ở bên trường sân khấu. Thì một bạn là bên K38, một bạn là em là K30, một bạn là K39. Thì các bạn ấy có cái buổi học thực tế. Thì ngày hôm nay Loa Hay Team cũng vừa thực hiện setup show rồi, chịu trách nhiệm kỹ thuật và bên cạnh đó thì chia sẻ với các bạn ở bên trường sân khấu là hệ thống âm thanh ở đây của chúng ta sẽ có những gì và tại sao mình làm như vậy. Thì cái chương trình lần này nó sẽ là live band và có ghi lại hình và có band nhạc ở phía sau, thì chúng ta sẽ phải có những cái setup đặc biệt riêng dành cho band nhạc. Đầu tiên về hệ thống loa FOH thì ở đây vì đằng sau là live band nên chúng ta sẽ cần cái độ sạch sẽ cho monitor càng cao càng tốt. Thì cái việc mà để có thể monitor của band nhạc ấy được sạch sẽ thì đầu tiên chúng ta sẽ phải triệt âm trầm phía sau. Và để triệt âm trầm phía sau thì chúng ta sẽ có những kiểu búp hướng, thì ở đây loa sẽ chọn cái phương thức đó là búp hướng cardioid cho subwoofer. Thì chúng ta sẽ phải kê một chiếc sóc quay ngược về phía sau và sẽ có những cái công đoạn setup để làm cho cái búp hướng của loa sub này nó sẽ chỉ có áp lực về phía trước thôi và ở phía sau sẽ triệt tiêu hoàn toàn đi, thì khi đó cái việc monitor nó sẽ được sạch sẽ hơn rất là nhiều. Tiếp đến là về cái vị trí loa FOH, thì loa FOH ở đây tại sao mình lại phải đặt thấp như vậy, thì thứ nhất là vì cái không gian ở đây của mình nó sẽ là cái không gian mục đích cao nhất là phục vụ cho ghi hình. Mà phục vụ cho ghi hình thì chúng ta sẽ phải đảm bảo cái hình ảnh được sạch sẽ. Thì cái loa monitor, cái loa FOH của mình thì sẽ không được vượt quá sân khấu quá là nhiều. Mà cái vị trí ngồi mixing của mình thì nó cũng tương đối là gần loa thôi. Cái việc hệ thống loa FOH thì mục đích chủ đạo để phục vụ cho mình để mixing, không phải phục vụ cho khán giả. Thế nên là chúng ta sẽ phải đặt ở vị trí như vậy. Và dĩ nhiên rồi, khi mà đã có những cái vị trí sắp xếp lắp đặt ấy, thì chúng ta sẽ phải tuning loa. Thì đặt như này chúng ta cũng sẽ phải tuning cái loa pull loa sub với nhau. Mà cái hệ thống loa sub thì cũng sẽ phải tuning với nhau. Tiếp đến thì tiếp đến thì ở phía trên sân khấu này. Về cái live band ấy thì chúng ta sẽ có số lượng monitor lớn hơn số lượng monitor khi mà chỉ làm vocal hơn rất là nhiều. Thì ngoài monitor ở phía mặt side field phục vụ cho vocal thì chúng ta sẽ có những cái điểm đặt loa monitor trực tiếp rất gần với band nhạc, các cây nhạc cụ. Thì khi đó lát nữa mình sẽ set up cái hệ thống loa monitor đó và sẽ chia sẻ với mọi người là làm hệ thống loa monitor đó ra làm sao. Thì lát nữa sau khi anh em set up xong thì sẽ tiến hành tiếp bước đấy. Ok. Về cơ bản như vừa xong đã cái đặt cái loa subwoofer cardioid và cái loa full, thì đặt xong bắt buộc phải tuning. Và trước khi tune ấy, thì là như những video khác ấy, anh có hướng dẫn mọi người, thì có Quân là chưa biết thôi, mình sẽ phải bấm cavitate cái mic để cái mic đó hiểu được là khi nó thu được là nó nhận được cái độ lớn chính xác là bao nhiêu đó. Thì bây giờ sẽ bấm cavitate này, và với mỗi một cái mic RTA thì chúng ta sẽ phải có file hiệu chỉnh. Đây cái file hiệu chỉnh như ở trên này đã được thêm rồi này. Đây, ví dụ như mic ở phần mic correction này. Đó. Đây là file hiệu chỉnh để chỉnh sửa những cái đáp tuyến mà cái mic nó đang sai sẽ được chỉnh sửa lại. Đây và cavitate thôi. Vụ này để bao nhiêu nhờ anh Tuấn. Vừa ở video tập trước xong. Đã đâu hết rồi. Để trừ 36 để có thể bấm được cái đầu mic này ở âm lượng lớn nhất nó thu là khoảng 130 dB. Đấy, 130, 131 thì đó. Đây, làm một chút. Hoặc 131, ok. Thì khi đó thì bây giờ cái mic này nó sẽ hiểu được là nó thu được đáp tuyến bao nhiêu và nó hiển thị ở trên phần mềm sẽ rõ. Ví dụ như 1 ký
nó đang khoảng 90 dB chẳng hạn, hoặc là 100 dB thì cái chính xác ở trên cái mức âm thanh mình nghe được nó là như thế. Rồi, rồi tiếp đến là bây giờ cái tuning cái hệ thống loa sub. Cái đoạn này chắc là mình sẽ không cần chân mic rồi, anh cứ bỏ chân mic ra cạnh của em ấy. Cái loa subwoofer bây giờ Casio ấy, để làm đơn giản nhất ấy, thì chúng ta sẽ đặt mic RTA ở phía sau. Thì có một cái video đã hướng dẫn cái làm subwoofer Casio rồi. Bây giờ anh Điền ấy, hộ em cái mic này ra vị trí ở trên sân khấu, đằng sau giữa hai cái hệ thống loa subwoofer. Cái S21 này làm interface thì đã có một video anh hướng dẫn rồi, nếu mà em muốn hiểu kỹ hơn thì em có thể xem video đó ở trên kênh của anh. Rồi, đây. Thì sau khi đấy mình đã chia được cái hệ thống ra rồi này. Đây, mình sẽ có sub front này là mặt trước. Sub back là cái sub quay về phía sau. LH left right là hai hệ thống loa chính, loa full chính. Đấy, cái này chưa gửi tín hiệu này. Ok. Đấy, bây giờ vào đây gửi tín hiệu à. Thì ta đang gửi tín hiệu cho gửi tín hiệu input cho magic của cái sub đó. Rồi. Sub back. Chính xác rồi đúng không? Rồi thì bây giờ khi mà đã đặt cái mic RTA ở phía sau kia thì đầu tiên sẽ on cái loa subphone trước. Đây là sub đằng trước này. Tiến hành phin delay. Đối với subwoofer thì phin giải tần số 63. Rồi. Đấy, như video lần trước em nhắc lưu ý cái phase của loa sub ấy, nó sẽ có dạng hình nón như vậy. Đây là phase của giải tần số thấp. Rồi, chụp nó lại. Và rất đơn giản thôi, mình sẽ on cái subwoofer phía sau. Thì làm subwoofer Casio là sẽ có cái điểm đặt mic ở phía sau đối diện. Thì đó là cái điểm mà đặt là có thể làm được cái sub Casio dễ nhất. Thông thường thì mọi người hay không có vị trí đặt ở đằng trước thì vẫn có thể làm được, nhưng mà nó sẽ khó hơn. Thì bây giờ nhá, dễ nhất để làm subwoofer Casio, đầu tiên sẽ on cái loa subphone lên. Đây. Subphone lên này và phin delay đó. Advance vẫn chọn phin delay tần số thì nó sẽ dễ ra được cái phase hơn. Nếu không thì mỗi một lần phin nó sẽ nhảy một cái tần số khác nhau. Đó, chọn tần số đó. Rồi, insert. Rồi, chụp lại. Tiếp đến là cái sub back này. Đó, thì cái phase ở phía trước. Cái phase ở phía trên có nghĩa là nó đang nhanh hơn, và cái mặt sub nó đang quay về phía sau. Mà cái micro mình để phía sau thì chắc chắn là nó phải nhanh hơn rồi. Thì mới đúng. Bây giờ mình cứ chụp lại này và đó, thì sẽ có một cái có thể tính được cái tần số như vừa rồi em chia sẻ. Đây, ví dụ như tần số 68.4 đi. 68.4 này là sẽ có trừ 43.6 đúng không? Và 68.4 ở đây, 68.4 sẽ có là 18.9. Thì sẽ có 18.9 này cộng với đây bao nhiêu? Vừa tôi nói chưa ai nhớ đâu đúng không? 68.4 là 43.6 à. Cộng với 43.6 bằng 62.5. Thì bây giờ sẽ lấy cái này. Đây, 62.5 này. Thuộc bài hết đây, chia cho 360 là một vòng chu kỳ nhá. Và chia cho cái tần số vừa rồi là 68.4. Rồi, 2.53 sao với 1.000. Đó, thì là 2.5 mili-giây. Lấy được đến 2.5 là tuyệt vời rồi. Đó. Thì đây, thì mình sẽ phải delay cái loa sub ở phía sau 2.5 mili-giây. Đây, sub back này.
Saffron này không delay nhá. Subback này sẽ delay 2.53 này. Thì mọi người sẽ thấy một điều 53 đúng không? Đúng rồi. Rồi. 52 được không nhỉ? Rồi. 54 okay. Là hợp lý. Rồi, on delay nhá. Thì bây giờ sẽ on cái subback lên này. Thì sẽ thấy cái đường phase nó về đúng cái vị trí của nó. Hai cái nó khớp luôn đúng không? Đó. Thì sẽ có cái phase nó trùng khớp với nhau luôn. Thì như này, nếu như bây giờ mình on cả hai cái lên ấy, thì toàn bộ cái giải tần số của la sắp này sẽ được cộng hưởng. Thử nhá. Đây, khi mà một chiếc sắp là sẽ lên tới ngưỡng này. Cái này cũng sẽ chụp lại luôn này. Rồi, cái này cũng chỉ mở đến ngưỡng đấy nhá. Rồi, ok. Và bây giờ mở cả hai cái này. Đó, phía sau sẽ được phép cộng hưởng lên như kia. Đúng không? Nếu thông vì nó là gần mic giờ thì nó sẽ ấy. Bây giờ cái khi mà bật cả hai hệ thống loa sắp lên ấy mà mình chưa làm hoàn thiện cái bước cardioid ấy thì ở phía sau nó sẽ có áp lực rất là lớn. Nó sẽ thành một hình tròn. Ở phía trước nó có áp lực như nào, ở phía sau áp lực đúng như vậy. Thì bây giờ cái mục đích của mình là muốn triệt tiêu giải tần số thấp ở phía sau đúng không? Thì mình sẽ đảo phase chiếc sắp đằng sau. Đây. Thì chính tại điểm đó nhìn ở trên màn hình này, khi đây cái đường màu đỏ hiện tại bây giờ là không đảo phây nhá. Đây khi đảo phây. Đó. Bây giờ phía sau sẽ chỉ còn áp lực như này. Một đường cái đường đỏ đó này à. Đó là nó này xuống. Rồi bây giờ đây, đường xanh là cũ rồi, đường xanh cũ. Đường đỏ là đường bây giờ. Rồi nhá. Bây giờ lên trên chính vị trí mic để trải nghiệm anh Điền ơi. Anh vào vị trí này hộ em để nhả invert với lại kích phím này để nhả invert và bật nhá. Thì bây giờ đang là tắt đúng không? Đang là invert rồi. Mời mọi người lên thử ở phía sau. Đây khi nhả ra ấy, thì phía sau nó khi mà mình sử dụng cái âm nhạc ấy, nó cũng sẽ ầm ầm phía sau như này. Trong một hệ thống loa sắp đó thì có sắp back, sắp phone, nhưng mà khi mà chúng ta làm xong rồi ấy, thì chúng ta quy nó thành là một.